Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Ăn ở Hàn Quốc của mình. Hôm nay là thứ bảy, bây giờ là 7 giờ rưỡi sáng và mình đi đâu đây? Hôm nay trời âm u, có vẻ như muốn mưa. Đường phố vắng tanh bởi vì là thứ bảy. Và giờ này thì người ta vẫn còn ngủ dĩ nhiên rồi. Chỉ có mình là đang tay stack túi đeo. Hôm nay mình đi dạy mọi người à. Mình có lớp dạy tiếng Việt cho các bé con lai Việt Hàn ở dưới tỉnh Busan của Gyeonggi-do. Ở dưới thành phố Busan chứ, tỉnh Gyeonggi-do. Tỉnh đúng không? Thì mỗi thứ bảy thì mình đều phải ra khỏi nhà từ sớm. Khoảng 7 rưỡi là mình sẽ ra khỏi nhà. Mình bắt tàu từ nhà mình đi tới một chỗ để mình đổi tàu nữa. Đó, cho nên là mình phải đi sớm. Ở đó 10 giờ là mình phải dạy. Mình phải đi sớm để mình vô ổn định chỗ ngồi rồi chuẩn bị tài liệu học tập cho các em. Mỗi tuần thì thứ bảy nào mình cũng đi. Và rất may, nhờ có công việc này mà mình thấy cuộc đời nó vẫn còn tươi đẹp, vẫn còn tươi sáng. Tóm tắt câu chuyện là như vậy. Nhà mình là khu vực ở gần núi Búc Khánh San, nên là thường thứ bảy chủ nhật á, sẽ có rất nhiều người đi tàu từ ở các nơi khác đi tàu tới đây để đi leo núi á mọi người. Thường thì người Hàn Quốc người ta thích leo núi lắm. Cho nên là ở đây không khí nó rất trong lành. Và nhiệt độ ở chỗ gần nhà mình ở núi nè, nó thường là thấp hơn mấy chỗ khác 1-2 độ chút xíu. Giờ này mà mình đi ra tàu thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều các cô chú, thường là những người lớn tuổi, nhưng mà dạo này mình cũng thấy có người trẻ với lại có người nước ngoài leo núi đi nha mọi người. Núi, mọi người thấy đúng không? Thường thì mình đến đây rất là sớm bởi vì mình là đi chuyến tàu lúc 8 giờ rưỡi mọi người ạ. Ở đây tàu nó đến đúng giờ lắm. Mình cứ nhìn các bạn ở đây là người ta sẽ có tàu tới, có tàu đi đâu tới lúc mấy giờ là nó đúng giờ lắm luôn á mọi người. Nên mình đi là tàu số 1 chuyến Incheon. Thì chuyến đó nó không phải là gọi là tàu tốc hành đó mọi người, nó không phải là cúp hen dồi xa mà nó đi từng trạm, cho nên là đó là lý do vì sao mình phải đi sớm á. Còn nếu mà mình đi tàu tốc hành á thì nó sẽ không có ghé cái trạm mình muốn xuống mà nó ghé cái trạm sau đó, thành ra là nếu mình đi tàu tốc hành thì cũng được, nhưng mà mắc công mình phải bắt tàu hoặc là bắt xe đi ngược về lại cái chỗ mình muốn xuống á, để mình đi tới cái chỗ dạy cho nó gần hơn. Cho nên là thứ bảy nào thì mình cũng ngồi ở đây khoảng 20 tới 30 phút mình ngồi chờ tàu tới thì mình đến tàu. Và mọi người biết á, tàu đi Incheon mà đông lắm. Từ phút này mà ra tới ngoài Seoul á, ngoài ga Seoul á thì thường là mình phải đứng. Sau đó thì mình mới được ngồi. Sáng sớm thì cũng không có nhiều người lắm đâu mọi người. Thứ bảy nữa cũng không có nhiều người lắm. Anh nhân.
đã ra khỏi tàu. Đây, mình đã tới nơi rồi mọi người ơi. Ở đây là Busan City, thành phố Busan của tỉnh Gyeonggi-do nha mọi người. Gyeonggi-do. Đấy, mình đã đến nơi rồi. Wow, mọi người nghe tiếng bè không? Bè kêu dữ rồi. Bè kêu sắp hết hè mọi người. À, cái chỗ mình dạy á, nó là trung tâm đa văn hóa của thành phố Busan thuộc tỉnh Gyeonggi-do. Nhưng mà nó nằm trong một khu vực là chùa nha mọi người, rất quan trọng. Cho nên là mình đi bộ ngang chùa thì mình sẽ đi tới cái trung tâm đó nhanh hơn là mình xuống cái trạm gần cái trung tâm. Ở Hàn Quốc thì ít chùa hơn là nhà thờ. Đấy. Hôm nay trời nó cứ âm ứ và nó gọi là sao ta, nó nóng khó chịu lắm mọi người. Ở đây có mấy cái bông. Mấy cái bông này lúc mà nó còn tươi đẹp á, chụp hình là bao đẹp luôn. Đây, đi tới cái chỗ cái xe màu vàng đậu ở đằng kia là tới nơi mình sẽ dạy nè mọi người. Đây là chỗ mình dạy. Đây là lớp của mình. Bây giờ thì hạ máy, hạ cái bảng này xuống. Ở đây cũng có một cái quạt nè mọi người. Sáng nào mình vô mình cũng phải chỉnh chu như vậy. Bây giờ thì mình chuẩn bị đi in bài dạy hôm nay cho các bé nè. Đi in bài dạy hôm nay cho các bé. Bài dạy là mình sẽ tự soạn mỗi tuần, cho nên là cũng thoải mái. Sổ đồ bài. Con xem đi, 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 con xem đi
인사해줘요. 인사해줘요. 하이. 하이. 하이, 안녕하세요. 자, 아까 우리 뭐 배웠어? 신짜오. 신짜오. 어, 배웠지? 자, 인사해줘요. 베트남 말로. 신짜오. 신짜오. 잘했어. 자, 나중에 보여줄게. 유튜브로. 유튜브? Lớp học của mình đã kết thúc rồi. Lớp mình kết thúc lúc 12 giờ. Kém 10 nha mọi người. Thầy dọn dẹp lại bàn học các kiểu. Xong rồi phải đi giống như coi đầu bài á mọi người. Nhanh ha. Phải về quý. Đây. À đây, số đầu bài nhưng mà sáng mình đi ra một buổi sáng. Giờ thì mình kiểm tra lại đây là gồm có dạy học, là gồm có cái gì với lại thái độ học tập của các bé, cho nên là bây giờ mình sẽ ghi đầu. Giờ thì mình đã ghi sẵn cái số nêu rồi, bây giờ thì mình sẽ ghi mấy thái độ của các bé học tập thôi. Nhưng mà các bé thì học rất là, nói chung là rất là vui vẻ, rất là thoải mái, nên chẳng có gì phải lo lắng hết. Giờ thì mình sẽ check lại rồi. À, chuyên sóc của các bé đi học đầy đủ hay là bé nào nghỉ không? Bây giờ thì mình phải dọn dẹp thôi. Bây giờ thì mình đang chờ tàu về. Và mọi người nhìn đây, người rất là đông. Ôi giời, thường thì giờ này ở đây người rất là đông. Và có thể mình phải đứng cho tới về tới ga Seoul luôn rồi. Mọi người Seoul lóc luôn á. Còn là đây là những người ở trong khi tôi muốn vô Seoul chơi với mọi người chơi cuối tuần á. Rất là nóng luôn, nhưng mà tại vì cái đầu nó hơi bớt đó mọi người, cho nên giờ cột lên nó kỳ kỳ. Thôi thì cả thấy đáng chịu nóng luôn. Đằng kia, wow, mây nó bao phủ hết núi luôn rồi. Hôm nay trời âm u giống như mưa đó, mọi người. Nhìn cũng đẹp hết chứ. Vậy là chương trình tham quan lớp học tiếng Việt dành cho các bé hôm nay Việt An của An đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thích thì đừng quên like, share và subscribe. Annyeong.